Thưa quý vị và các bạn, chương trình kết nối những yêu thương kỳ này mời quý vị và các bạn chia sẻ với em Tô Bốn Mỏ Thuệ, 13 tuổi ở thôn Gòn 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Em Thuệ bị bệnh suy thận mãn tính, gia đình lại nghèo, không có tiền chữa trị tích cực, rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Chiếc máy này, bộ dây này, ống kim này sẽ theo em Thuệ đến suốt cuộc đời. Từ một cô bé nhanh nhẹn, em Thuệ đã không may phát bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối, khiến em chẳng thể chạy nhảy vui đùa như trước. Năm 2023 thì em có những cái dấu hiệu là phù chân kiểu ít, rồi phù mặt. Sau đó bác sĩ có chẩn đoán và cho ra những cái cận lâm sàng. Thì tình cờ phát hiện lúc này là em mới 12 tuổi. Cho nên nguyên một ekip của bác sĩ khoa nội thận bệnh viện tỉnh đã quyết định là điều trị nội khoa, sau đó và tiến hành là lọc máu nhân tạo định kỳ cho em này. Thì qua 2 năm thì mơ theo này, bệnh nhân này là vẫn chạy thận ổn và kéo dài cái tuổi thọ và tương lai cho em, vì em quá là trẻ nên tập thể khoa nội thận bệnh viện tỉnh rất là quan tâm. Nhưng qua quá trình chạy thận thì điều kiện kinh tế của gia đình em mơ theo là dân tộc Lắc Lây, đường xá rất là xa xôi, đi lại cũng là khó, kể cả những cái mùa mưa rồi gió. Nhưng mà đến lịch chạy thận thì em này cùng gia đình vẫn đến chạy đúng lịch. Nếu mà không đúng lịch thì thận nó sẽ suy nặng hơn và em này cái sự sinh tồn sẽ ngắn hơn. Ba mẹ của em Thuệ là người dân tộc Rắc Lai, sống dựa vào máy xào trồng bắp trên núi cao. Mùa được mùa mất, cuộc sống hết sức khó khăn. Năm 2022, em Thuệ bị phù nề khắp cơ thể, gia đình đi vay mượn tiền khắp xóm làng để đưa em đi cấp cứu. Sau một thời gian lọc máu liên tục, chi phí hết sức tốn kém, em mới hồi phục trở lại. Nhưng thận bị suy, buộc phải chạy thận nhân tạo 3 lần trên một tuần để duy trì sự sống. Nghịch cảnh lại ập đến vào năm 2023, ba của em Thuệ phát bệnh xơ gan. Ba bệnh rồi con bệnh nên hai cha con chẳng có điều kiện chữa trị tích cực. Vì vậy, ba của Thuệ đã mất sau vài tháng phát bệnh. Em cũng sốc, thấy cho con mình thấy còn nhỏ không được tới đâu. Thì mình thấy mấy anh chú trước cũng như vậy rồi, sốc rồi. Em cũng chấm lắm. Con em định con được khỏe mạnh được rồi chứ em được rồi, ba cũng mất. Trong khi các bạn cùng trang lứa đang tung tăng đến trường thì em Thuệ lại phải gắn bó với bệnh viện, khiến ai nấy đều xót xa thương cảm. Thời gian tới em Thuệ cần phẫu thuật nối thông đồng tĩnh mạch. Nhưng giờ chi phí đi lại và ăn uống hàng ngày còn thiếu trước hụt sau thì lấy đâu ra tiền phẫu thuật? Nhằm giúp em Thuệ có điều kiện chữa bệnh để duy trì sự sống, chương trình kết nối những yêu thương đã kêu gọi các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm hỗ trợ 40.400.000 đồng.